Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn pha màu của sàn đá và mình sẽ làm cái cành cây như thế nào để cho nó đứng thẳng và không bị gãy nhé. Thì mình sẽ nấu một cái nồi ra con nước cốt dừa. Thì mình sẽ nấu khoảng 700ml nước cốt dừa với 12g aga và 3g chili. Các bạn cho vào ngâm khoảng 15-20 phút và sau đó các bạn nấu trên bếp nhé. Đây là mình đang sử dụng nước cốt dừa lon nhé, cho nên mình mới nấu trực tiếp trên bếp. Còn nếu như các bạn sử dụng nước cốt dừa vắt thì các bạn nên nấu rau câu trong trước và sau đó mấy bạn hãy pha nước cốt dừa vắt vào nhé. Nhưng mà thường thì nước cốt dừa vắt nó sẽ trong hơn là nước cốt dừa lon, nó không có cái độ đục. Cho nên là nó sẽ khi mà mình làm màu hoa nó sẽ không được đẹp như là mình sử dụng nước cốt dừa lon nhé. Trong lúc nấu cái này á, mình sẽ giới thiệu sơ qua những cái khuôn. Đây là mình cái khuôn sen đá mà mình hay dùng trong mấy cái chậu hoa của mình đó. Thì mình không biết cái tên gọi của cái sen đá này là gì, nhưng mà mình có ba loại khuôn, tức là khuôn hoa lớn, sen đá lớn, sen đá loại vừa và sen đá loại nhỏ xíu đây nè. Mà cái này nó làm bằng cái silicon dẻo á, cho nên khi mà mình lấy ra nó rất là dễ. Mình chỉ cần bẹt nó ra cái là nó sẽ ra hết nguyên cái bông mà nó không có bị gãy. Cái này nó mềm nhưng mà nó dễ bị rách. Nó mềm, nó dễ lấy nhưng mà nó dễ bị rách cái chi tiết ở trong. Thường những cái khuôn ở Việt Nam á, silicon ở Việt Nam mình bán sẽ có tông màu hồng. Nó sẽ cứng hơn cái này tí xíu. Nó sẽ cứng hơn cái khuôn trắng này. Nhưng mà nó sẽ hơi khó lấy một tí xíu. Cho nên là các bạn khi mà các bạn mua khuôn mà các bạn thấy cái khuôn mình nó cứng á, khó lấy á, thì các bạn cắt hai bên mép ra. Các bạn cắt hai bên mép xong rồi các bạn khi mà các bạn đổ, các bạn ràng dây thun xung ràng cộng dây thun xung quanh này nè, thì cái khuôn của mình nó sẽ không bị chảy. Sau khi đổ xong thì các bạn cứ tách ra là được thôi ha. Nhiều bạn sẽ thắc mắc, sẽ hỏi là mình mua khuôn này ở đâu. Thực ra thì Bambi mua khuôn này ở trên một cái website của nước ngoài, nó tên là AliExpress. Thì mình mua trên đó thì người ta giao tới nhà cho mình. Còn ở Việt Nam thì các bạn cứ thử hỏi những cái shop mà bán khuôn online nha. Chứ thực ra mình không có bán khuôn cho nên mình cũng không rõ là shop nào bán. Sau khi mà rau câu của mình nó đã sôi rồi á, mình vặn lửa nhỏ tí xíu, nhỏ lại cho nó sôi một tí xíu nữa. Sau đó mình sẽ tắt bếp, vớt bọt bỏ đi và mình sẽ lọc lại qua rây nhé. Và mình sẽ cho vào những cái hũ thủy tinh và để mình trưng cách thủy trong lúc mà mình làm cái hoa ha. Sau khi mình lọc qua rây rồi, mình sẽ cho vào những cái hũ như thế này. Nhưng mà các bạn lưu ý, các bạn nên cho rau câu cốt dừa vào một cái hũ lớn. Một cái hũ lớn đó, bạn cho nhiều nhất. Và sau đó bạn sẽ chiết ra những cái hũ nhỏ như thế này. Bạn luôn luôn cái hũ cốt dừa là phải nhiều hơn nha. Tại vì á, ví dụ bạn chiết ra một hũ nhỏ, các bạn muốn pha cái hoa của mình màu nào thì các bạn pha màu đó. Ví dụ mà thiếu, mình có thể cho thêm nước cốt dừa vào, mình pha tiếp màu để mình làm tiếp. Tại vì nếu như mình dư á, thì các bạn cũng sẽ bỏ thôi, rất là uổng. Cho nên mình pha vừa đủ để mình làm thôi. Còn ví dụ mà còn dư màu trắng á, thì các bạn muốn pha những cái màu khác nữa thì các bạn vẫn có thể chiết ra để pha thêm những màu khác. Không nên pha một màu mà quá nhiều ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào pha màu. Hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn pha cái màu hoa, cái màu tím, màu xanh tím. Thì như bạn thấy, các bạn thấy mình đã chia ra hai hũ đúng không? Mình sẽ cho vào đây một cái hũ. Một cái hũ mình sẽ cho một cái màu xanh dương. Đây. Mình sẽ cho một giọt trước, mình thử màu trước nha. Khuấy đều lên để cho nó ra cái màu xanh dương đây. Đây. Và một hũ mình sẽ cho màu tím. Mình sẽ cho trước một giọt màu tím. Đây.
Tông có tông màu tím đây. Các bạn thích nhạt thì các bạn cho tông tím nhạt, các bạn thích đậm hơn các bạn pha đậm hơn nha. Cái màu này là tùy các bạn muốn thích nó đậm nhạt thì mình tự điều chỉnh nha mấy bạn. Mình cho từ từ màu thôi, chứ mình không có cho một lần mà nhiều màu quá thì nó đậm quá mình khó chỉnh lại. Đây là nãy giờ mình cho hai giọt màu tím rồi đó. Ok, mình thấy màu tím này ok rồi. Tiếp tới cái hũ màu xanh này nè, mình sẽ cho một giọt màu tím vô. Ê, chết, thành hai giọt luôn rồi. Không sao vẫn được. Nó sẽ ra màu tím tím xanh xanh nha. Chứ nó không hẳn là màu xanh mà nó cũng không hẳn màu tím, nhưng mà nó là màu tím xanh. Rồi. Sau khi mà mình khuấy đều, mình bắt đầu mình cho vào khuôn nhé. Mình đã làm dưới khuôn lớn trước ha. Đây mình sẽ tép cái khuôn ra tí xíu để cho nó vào trong tức. Mình phải làm sao bảo đảm tất cả những cái này nó sẽ vào trong mọi ngóc ngách của cái khuôn của mình, để khi mình ra cái hoa nó không có bị khiếm khuyết ha. Mình sẽ cho cái màu tím vào trước. Đây mình sẽ cho màu tím vào trước. Mình sẽ cho màu tím vào trước nha. Các bạn bơm cho nó vào mọi cái góc ngách của cái sàn đá trước nha. Đây. Các bạn chờ nó hơi se mặt lại thì mình sẽ bơm cái màu xanh, màu tím xanh tiếp theo này của mình vào nhé. Sau khi cái hoa mình nó đã se lại bớt rồi ha, là mình bắt đầu mình sẽ bơm tiếp cái màu xanh còn lại vào đây. Đấy, các bạn cố gắng làm sao mà di chuyển cái này để cho nó đầy hết cái khuôn nha. Các bạn bè khuôn ra chút xíu để cho rau câu nó chảy vào hết các ngóc. Sau đó mình sẽ tiếp tục mình bơm. Cũng sẽ có trường hợp là các bạn bơm đó nó vẫn không hết được cái khuôn nha, nó sẽ không vào hết được mấy cái khuôn á, thì mình sẽ dùng cái xiên que nè hoặc là cái tăm á, các bạn xăm vào để cho nó vào thẳng trong mấy cái khe hở á, thì nó sẽ nổi bong bóng lên, tức là nó đang ở trong nó vẫn còn trống, chỗ trống á. Đấy, mình xăm để cho nó chạy vào hết. Và sau khi mình đổ xong những cái khuôn này á, mình cho vào tủ lạnh. Mà để các bạn muốn làm nhanh vội, các bạn cho vào cái ngăn đá, các bạn canh khoảng 10 phút. Đối với khuôn lớn nha, các bạn canh khoảng 10 phút, các bạn lấy ra, các bạn thăm chừng coi, các bạn sờ thử xem nó đã đông, nó đã cứng chưa. Thì cứng thì các bạn lấy ra. Còn đối với những cái khuôn nhỏ như thế này hả, khoảng vài phút, 5 phút là nó đã đông rồi ha. Những cái khuôn lớn như thế này nó sẽ lâu đông hơn. Đấy, tương tự đó là mình cũng sẽ đổ với cái nhỏ đây. Cái loại chung đây, mình cũng sẽ bơm màu tím trước. Cái khuôn này á, nó mềm cho nên nó dễ đổ lắm. Và nó rộng, cái hoa này á, sen đá này nè, nó rộng lắm, cánh nó rộng cho nên mình nhìn dễ thấy lắm. Mình sẽ rất là dễ thấy cái nào vào rồi, cái nào còn chưa có vào. Đây. Mình sẽ bơm cho nó đầy như thế. Xong rồi mình sẽ cho vào khay mình chờ ha. Tiếp tục như vào những cái khuôn nhỏ.
các bạn làm bao nhiêu hoa thì các bạn đổ bấy nhiêu nhé. Giờ các bạn đổ xong rồi thì các bạn cho vào ngăn đá để cho nó đông, xong mình lúc đó mình sẽ lấy ra mình trang trí sau ha. Tiếp theo đó chúng ta sẽ làm cái cành của cái hoa nha. Hoa sen đá thì mình sẽ sử dụng những cái ống hút trân châu lớn như thế này, và mình sẽ bóp như cái này nè các bạn, mình bóp lại, mình lấy cái kẹp bấm tập á, mình bấm lại cho chắc để khi mà mình đổ vào nó không chảy ra đó. Mình có kiếm những cái hũ cao cao, các bạn bỏ nó vào để cho nó đứng rồi, vào đây. Và các bạn sẽ pha cái phần cốt dừa, rau câu cốt dừa còn lại hồi nãy lúc mình pha hoa đó, mình sẽ pha thêm màu xanh để mình tạo thành cái màu của cái cuốn nha. Để pha cái màu xanh của cái cuốn, mình sẽ sử dụng cái màu green, electric green, tức là cái màu xanh xanh mà xanh tươi á, cái màu xanh mà mình có thể nói nó là màu xanh giống như neon vậy đó. Đó, khi mà mình cho màu xanh nó vào, các bạn sẽ thấy cái màu xanh nó ra như thế này, nó rất tươi đúng không? Đây, nó sẽ cho ra cái màu xanh như thế này. Các bạn có màu, thực ra là các bạn có màu xanh gì các bạn sử dụng đó thôi. Các bạn sử dụng lá dứa làm cũng được, hay chả xanh gì cũng được hết á. Nhưng mà tại vì mình thích cái màu xanh này. Và sau đó mình sẽ cho thêm cái màu xanh rêu. Mình sẽ cho màu xanh rêu vào nữa để cho nó cái tông xanh của mình nó sẽ xuống trở lại. Cái tông xanh rêu thì nó rất là tối, mà cái tông xanh neon thì nó rất là sáng. Khi mà hai cái mình pha chung nó sẽ cho ra cái màu xanh trung hòa như thế này, nó cũng khá là đẹp. Cái màu xanh nó ra cũng khá đẹp, cho nên mình làm cái cành cây mình thích pha hai màu này. Đây, sau khi mình pha ra thì cái màu xanh lá của mình nó sẽ có được như thế này ha. Sẽ có màu xanh như thế này. Giữa mình cho vào cái hai dọc cái rồi xong mình sẽ bơm cái màu xanh này ra. Mình sẽ cho vào những cái ống như thế này, đúng không? Mình bơm từ từ mé này nha, cho nó chảy xuống từ từ nha. Chứ mình bơm ở chính giữa thì nó mau bị tắc nghẽn lắm. Mình bơm như thế này từ từ xuống cho đến khi nào mà nó đầy cái ống thì thôi. Đấy. Đấy, thế nó đầy ống ha. Bạn muốn làm bao nhiêu cành thì các bạn làm. Và sau khi mà các bạn bơm xong rồi đó, các bạn sẽ cho vào cái tủ lạnh để cho nó mau đông, để mình còn tạo hình nhé. Các bạn làm những cái cành này á, mà nó hay bị gãy là các bạn do các bạn không có cho cái jelly vào. Cái jelly á, nó sẽ làm tăng cái độ dẻo dai của cái rau câu trong khi mà mình tạo hình đó. Nó sẽ làm cho cái rau câu của mình nó không có bị gãy. Đấy, sau khi mình cho xong rồi mình sẽ cho vào tủ lạnh chờ nó đông nhé. Còn cái phần cái màu xanh này của mình nè, nếu như mà các bạn làm có dư á, các bạn đừng có bỏ đi nha. Tại vì một lát nữa mình sẽ sử dụng nó để dán những cái cành hoa và cái sen nó chung, nó dính lại với nhau, mình sẽ sử dụng lại nó, cho nên là các bạn đừng có bỏ nó đi uổng nha.
sau khi hoa của mình nó khô, mình để đông rồi đó, mình lấy ra thì hoa của mình nó sẽ như thế này ha. Mình sẽ có những cái hoa như thế này đây các bạn. Mình để một lát mình trang trí nha. Tiếp theo là mình sẽ đến cái phần mà mình dán cái cây vào nhé. Thì mình lấy từ ống hút ra những cái cây như thế này các bạn, một cái ống dài thì các bạn cắt ra làm hai khúc, một khúc nhỏ một khúc dài đi, thì để mình làm một cái cây nhỏ và một cái cây cao ha. Các bạn đừng có để nó cao quá, các bạn cao vừa thôi. Thì mình sẽ lấy một cái cây xiên que, các bạn lựa cái xiên que nào mà nó nhỏ ha, chứ đừng có lựa xiên que nào mà nó to quá, thì các bạn khi mà các bạn xỏ vào nó sẽ bị rạ, nó sẽ bị rách á. Các bạn cho nó vào giữa như thế này nè, các bạn nắm chặt nó lại, các bạn cố gắng cho nó đi vào cái đường chính giữa thôi. Ví dụ mà các bạn mà làm xéo xéo là nó sẽ bị rách, cho nên là mình cố gắng làm sao mà cho nó nằm ngay đường chính giữa ha. Đi nhẹ nhẹ vào, nhẹ từ từ vào đó. Từ cho nó vào, mình xỏ nó vào. Mình vội quá mà thì mình nó sẽ đâm ra ngoài luôn á, và nó sẽ bị rách luôn cái này. Mình cứ từ từ xỏ vào. Cái khúc này nó hơi cực cái xíu nha. Rồi mình phải đây, nó sẽ ra đây tới đây rồi đây. Nó ra đầu ở đây. Mình sẽ xỏ cho nó ra luôn. Thấy không? Sẽ xỏ cho nó ra một khúc như thế này. Để mình ghim nó vào cái cây. Cái này nó có bị nứt một lát, mình bơm cái rau câu vào. Bây giờ là mình sẽ, sau khi mà mình xỏ như thế này xong rồi ha, mình sẽ lấy cái rau câu màu xanh hồi nãy mình còn dư á, mình làm cái cây, cái cuốn còn dư á, mình sẽ nấu lại nó để cho nó chảy ra. Và mình gắm cái cây này lên, mình gắm ngay chính giữa ha, gắm ngay chính giữa. Và mình dán xuống ngay cái chân tí xíu nha, đây, cho nó dính ra. Và cái chỗ nào mà bị nứt á, cái chỗ nào bị nứt á, mình sẽ bơm tí xíu rau câu mình dán cho nó vào nha. Chỗ nào bị nứt thì mình sẽ bơm tí xíu rau câu màu xanh vào, mình dán nó lại. Các bạn thấy không? Và trên cái cành này nè, mình sẽ cho bơm tí xíu màu xanh. Rồi mình để cái hoa của mình lên. Đấy. Là cái hoa của mình nó sẽ dính chắc vào đấy. Đối với cái cuốn nhỏ cũng vậy đâu, các bạn gắm nó, bạn gắm nó vào, gắm nó vào giữa để cho nó, để cho nó đi ra ngoài như thế này ha. Đây mình sẽ ghim cho nó ngoài đây, mình sẽ bơm cho nó dính ngoài đây. Và ở ngoài đây mình cũng sẽ dán cái này, mình sẽ để cái này lên. Đấy, đấy là bạn, các bạn thấy là nó đã dính lên như thế này rồi đúng không? Còn đối với những cái cuốn như thế này nè, mình cũng lấy cái phần dư đó mình bơm, mình lấy cái phần rau câu á, mình sẽ đưa nó vào, mình sẽ đưa nó vào đây, mình dán cho nó dính lên trên cái cây nè. Mình dịnh tí xíu nha, cho nó dính lại xong mình thả cái tay ra. Mình dịnh tí xíu, bắt đầu nó dính rồi xong cái mình thả nó ra. Cái tay mình quá, mình khó cầm quá. Mình khó cầm quá. Mình dán lại thôi. Mình dán lại nha, đưa nó vào, xong cái tay mình ẩn vô tí xíu, chờ cho nó đông cái mình thả cái tay mình ra. Đấy. Cái tương tự mình cũng cứ dán tiếp cái thứ này.
Ok, các bạn đã thấy cái cây của mình đó, nó xong rồi ha. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ cho cát vào khuôn nhé, vào chậu nhé. Thì cát thì các bạn có thể sử dụng là cát màu đen cũng được, hoặc là đất màu vàng hoặc màu trắng nhạt, các màu vàng nhạt các cũng được. Thì các bạn nếu như các bạn thích màu vàng nhạt thì các bạn sử dụng cái bánh quy mà nó có cái màu nhạt như thế này ha. Mà thích màu đen thì các bạn sử dụng cái bánh Oreo màu đen để các bạn đập nhuyễn ra để mình làm cát, để mình làm đất cho chậu, rồi mình rắc nó vào, mình rắc nhẹ vào thôi. Rồi các bạn có thời gian thì các bạn sẽ làm thêm sỏi nhé. Bạn làm thêm sỏi các bạn cho vào ha. Thế là chúng ta đã hoàn thành được cái chậu sen đá mà có thể đứng thẳng được mà không bị gãy rồi nhé. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh, like và share giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người.